Hello anh em và chào mừng anh em đã trở lại với Minecraft Review Mod. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em một con mod gọi là mod Monster Hunter ở trong Minecraft. Đây, tôi trên đây có mod đó. Thì mod này nó dựa trên một cái game, đó là game Monster Hunter. Nó cả một cái chuỗi series game rất là nhiều game. Và tôi thì rất là thích con game này, nên là khi tôi tìm thấy cái mod này thì tôi làm ngay một cái video về con mod này luôn. Chúng ta có con mèo nữa nè. Đó, mod này dành cho có thể là dành cho mấy con từ khoan. Mod này thì có thể dành cho mấy bạn thích mèo nè. Đó, nhưng mà mỗi tuần xem mèo này giống chó quá ta. Theo lý thuyết thì con này là con mèo chứ nè. Sao mà anh cha thiết kế nhìn như con chó ấy. Ok, do vậy vì tôi đéo thích mèo cho nên là ok. Đó, nó nằm gục rồi. Đó, có animation nằm chết luôn nha anh em. Đó, con này nó ăn cỏ nè đúng không? Đó, tôi sẽ cho nó không thể ăn được nữa. Nó có tư thế nằm chết luôn. Rồi còn con này nữa. Đó, to to nhìn giống như con khủng long vậy. Không có răng luôn. Rồi. Xìa. Ok. Cái hiệu ứng mà tôi đang có ở đây thì rất là quen thuộc rồi đúng không? Nó là của cái mod gọi là Epic Fire. Ok. Nó cho mình mấy cái hiệu ứng khá là thú vị. Nó còn có cái skill lộn nè. Thì mod này thứ nhất là nó sẽ cho anh em là giáp, thứ hai là vũ khí, thứ ba là quái vật. Đó, một bầy quái vật luôn, rất là nhiều. Nó sẽ cho thêm một số loại quặng nữa. Rồi nó sẽ cho thêm cái gì nữa nha. Ok, thì cái này là những cái vật phẩm mà anh em giết quái nó sẽ rơi ra. Ví dụ ở đây chúng ta có một quyển sách, là quyển sách kiểu như là quyển sách hướng dẫn hay là quyển sách liệt kê những loại quái á. Quyển sách này bao gồm những cái thông tin về những con quái vật, giáp và vũ khí. Ok. Đó, thì chúng ta có thể nghiên cứu trong đây. Ví dụ như là Fly Waven là những con rồng bay nè, Bird Waven là những con rồng chim nè, Brood Waven là những cái con gì đó nè, Fan biết là những con có nanh nè, Carabicon nếu gì đó tôi đều biết, mấy cái này thì tôi đều biết. Leviathan chắc là những con là biết bơi ha. Ok, những con mà ở kiểu dưới nước. Ok, đã có Flying Raven, chúng ta có con này đó. Anh em có thể nghiên cứu nếu như anh em, hoặc là anh em có thể dùng cái này để học tiếng Anh luôn. Đó, nhìn vô. Flying Raven are characterized by their ability and wings able to fly even for short bursts of time. Đó, 10 điểm AL liền, cháy. Rồi, bây giờ tôi sẽ review trước gọi là cái vũ khí. Vũ khí thì chúng ta có rất nhiều vũ khí ở đây, thì tôi sẽ cầm trước mấy cái cây này. Này, chúng ta có một nùi đồ ở đây. Rồi, tớ nhớ cái cây dài dài nha. Ok, đầu tiên chúng ta có cái súng hả? Ok, nó là cái kiểu nó mũi tên này. Đó, mũi tên anh em vũ chụp phải. Chụp phải thì nó sẽ bắn ra một cái gì đó. Chiu. Nó sẽ bắn ra một cái tên lửa. Chiu. Đó. Ok, thì nó là gì vậy? Nó là bắn tên lửa, không có gì hết. Và cái này thì hình như là nó sẽ bắn bằng mấy cái iron nó kìa. Tức là cái này. Đây, nó sẽ bắn bằng cái này. Đó, nó sẽ dùng nhiên liệu cái này để bắn ra. Ok, cái thứ hai là Break Slammer. Đây là một cây gì đây? Cây búa. Nó không có để vô. Ừ đúng rồi, cây búa. Nó là cây búa. Đây, đó. Xẹt. Đó. Thì phèn quá, đây mà. Búa, cây này là... Cây này gì? Súng hả? Ủa được, súng. Ok, súng. Ờ, nhưng mà súng thì bắn được có một lần à. Má đứng bắn lần xong đứng nạp đạn, đùa nhau. Kiểu anh em nếu mà tải con mod này về thì nên tải thêm mấy vũ khí, tải thêm mấy cái mod có vũ khí khác nữa để mà nó đa dạng hơn với cái mod. Cái vũ khí của cái mod này xì đao á. Vũ khí thì nó không được hay lắm, nó không hay bằng mấy mod kia. Chắc là do ghê cái này cũng ít, cũng lâu rồi không có phát triển gì hết. Crimson Cloudlet tức là cái bóng, đúng không? Hình như là cái móng, ok. Ờ, đúng rồi. Kiểu như là một cái dạng vũ khí móng vậy á. Đó. Sợt, Wolverine. Ta là người sói. Thật vậy. Còn mấy cái súng thì tôi bỏ qua mẹ đi. Thôi. Ok, con này thì nó là mấy cái kiếm thôi. Xiu. Chém. Này là búa. Rồi ok, thưa quý vị, là vũ khí thì cái mod này vũ khí nó không được hay lắm. Đó, thì nó có mấy cái cây này cũng nhìn khá là cháy nè. Súng thì chủ yếu là vậy thôi. Búa nữa nè. Rồi kiếm. Rồi cái này là cái thương này, cái đao đó. Ui, đao nhìn đẹp nè. Đó. Đao rồi búa, rồi súng. Đó súng, rồi. Và búa. Đó, nói chung là nó có tiếp theo là về phần giáp thì giáp của cái mod này thì có vẻ khá là ổn ở một số bộ thôi. Thì ví dụ như bộ này tôi nhìn thấy nó cũng khá là ổn so với những bộ khác. Rồi, đó, ui tôi có thể thấy hai cái cục chà bá lửa hai bên. Không biết có cục chà bá lửa này ở dưới không ta. Rồi, ví dụ như bộ này đi. Ta sẽ thử bộ này. Ô, nhìn như vũ công múa ba lê vậy.
Hát điếu gì tôi đều biết. Tiêu. Fuck. Ok. Nhờ bộ này thì để tôi nghiên cứu thôi. Sao nhìn ha, xin mặt nạ nhìn nó cái tục tục như vậy đó. Nhìn nó kiểu giống cái gì nó, hai cái gì nó lòi ra. Thôi tâm hồn tôi đen tối quá, tôi không nên review bộ này nữa. Ok, bộ này thì nhìn giống kiểu chiến sĩ nè. Đó, chiến binh mặc giáp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần gọi là tuyệt vời nhất, thú vị nhất của con mod này. Đó chính là những con quái. Đây, đây, những con quái. Chúng ta sẽ có rất rất nhiều quái ở đây. Rod. Azeroth là con này. Một con cụ lờ gì đó rất là to. Đó. Ồ, muốn nhìn cháy kìa. Quyền gấu luôn. Thì anh em có thể gọi là cầm vũ khí ra anh em quýnh lộn với con này. Đây. Xiang. Tôi không biết là chém bao giờ nó mới chết hả? Xiệt. Nó khá là trâu ấy. Mấy con mod ở đây nó khá là trâu. Giờ từ từ tôi ngồi tôi chém. Không biết đến bao giờ đây. Chưa chết. Là anh em hiểu nó trâu vậy là ở chết rồi này. Ngon. Ok, và khi nó chết chúng ta sẽ được đồ. Đồ gì đây? Đó, móng nè, móng của nó nè. Đây là cái vảy của nó. Nhìn nó bự con thôi chứ nó cũng không được đẹp lắm. Ê, nếu mà tôi spawn hai con nó có cắn nhau. Tiếp theo là con Giang Cúc Cu. Ủa đây rồi. Ủa. What the fuck. Ok. Ủa lỗi hết à. Rồi giờ tôi sẽ thử spawn con Giang Cúc Cu. À, vậy là một lúc chỉ có cho một spawn một con thôi. Ok, thì đây chúng ta có bạn Giang Cúc Cu. Ok. Rồi. Chuyện gì cho tôi sinh tồn. Chém. Ôi đi, ôi má, nó xài skill rồi. Ui, 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 bà chảy vô, chảy vô. Ờ, mày nhờ, ui, tôi. Ôi, có cái thanh máu. What the hell? Ui, what the hell? Lăn, đến hết stamina. Ủa, ấy nãy giờ không có cầm kiếm đi. Ý, nãy giờ không có cầm kiếm, em lộn. Ui, từ. Má này giờ chơi đây không đánh nó hàng gì. Ui, nó bắn cái gì ra kìa anh em. Từ nhà tôi sẽ nghiên cứu thử skill của con này như nào. Ui, có. Vậy là hình như chém hụt hả ta. À đâu, chém dính mà. Rồi, chết rồi. Nó có thể yếu nha. Ok. Chúng ta sẽ đến với con tiếp theo là con Blangona. Đây, con này, ui, con khỉ. Một con khỉ. Chúng ta sẽ thử quất nó. Ui, anh trai, ui, mấy. Mới vô, ui. Ui, shit. Shit, fuck you. Ui, nó chịu hồi bầy con của nó ra kìa. Fuck, bầy con chui đâu ra ý. Mày dám để trước mặt tao. Mày để. Để này thì để. Ui, fuck. Nhờn. Ơ, cắn. Ok, chơi tiếp. Mày để, này thì để. Để mù nồi mày. Nhảy lên, chém xuống. Fuck. Con này trâu quá. Dệt. Sửa. Ui, nó nguyên đàn con luôn. Càng ngày càng đông ấy, đông quá. Đông quá rồi, để mưa. Ôi, tôi bị hồi đông rồi. Fuck you. Chết đi. Không biết nãy giờ mình chém chúng không ta. Có khi nào nãy giờ mình chém hụt không. Ừ, con đông quá. Lăn lên. Ôi, lăn lên à. Lăn tiếp nè, chém nè. Bắt chu. Chết đi. Rồi, để lại này chém cho dễ. Ôi, chết. Ồ, ok, còn sống. Rồi, ok, cuối cùng nó cũng chết. Bà mẹ nó. Khúc này thì bắt chu. Ok. Rồi, má mãi nó mới chết. Rồi, vậy là con Blangona này là con khỉ. Tiếp tới sẽ là con Nagakuga. Ok, Nagakuga. Fuck. Ba. Sao nhìn con này nó phèn chuối vậy à? Tôi biết con này ở trong game chính à. Ok. Đó, nó bắn, nó có thể bắn được mũi tên từ cái đuôi của nó mà nó chạy rất là nhanh.
nó giật và giật lại đậu phòng. Má trong game nó cũng giật, bây giờ qua đây nó cũng giật tiếp. Này mình xích vô, đó nó mới bắn mũi tên nè. Tôi muốn triệu hồi hai con ra cho tụi nó quýt lộn mà không được á. Khúc này thì ok, tôi sẽ cần phải xử mũi tên này. Đó. Ui, một phát không chết. Hai phát. Nó đu con này trôi. Ui, tôi đang để strength hơi bị cao á mà ba phát mới chết. Trời ơi. Ê, con này muốn giết rồi nó hơi mệt nha. Anh em này giết được, anh em cứ vô anh em tải mod này về anh em giết nha. Đầu phòng tôi làm biến quá. Tôi sẽ cố gắng làm video nhanh để mà review mấy con này cho anh em coi thôi. Chứ chép chém giờ con nào cũng chém chết thì mẹ mất hết mẹ cả tiếng đồng hồ. Ồ, con này thì chúng ta có một con cu, đây là con Daimyo Hemito. Fuck. Daimyo Hemito. Hemito. Ok, chúng ta có một con cua rất là to với con cua nha, con cua ua ua cờ ua cua nha. Ok, với cái đầu gọi là đầu ba sừng ở sau lưng. Không, con này có một sừng thôi, nhìn giống ba sừng nhưng mà có một sừng à. Ok, rất là to. Rồi, bye bye. Một phát không chết à. Hai phát. Ok, con này hai phát mới chết. Dạ, con khá là mạnh á. Ok, Parlock. Ok, thì con này là mỗi cái con nó sẽ sống ở trong một cái khu vực kiểu như là sa mạc cằn cỗi. Đấy. Cơ thể của nó được làm từ đất đá nha anh em. Này nó làm nó hơi sai sai chứ thật ra đây là đất đá. Đấy, thì con này nó sẽ chuyên vô chuyên gia là hút. Hút, hút đi mày. Hút đi, hút, hút cho ta coi. Đó, nó hút kìa. Đấy. Thì nếu mà quýnh con này thì chúng ta sẽ né qua một bên. Lúc mà nó hút á, chúng ta sẽ né qua một bên. Rồi xong mình chém vào cái chân nó. Đó là lý thuyết ở bên game. Còn bên Minecraft thì tôi đều biết là nó chuyện hướng hút của nó được hay không. Không cho nên, nhưng mà thôi chúng ta cứ kệ mẹ nó ở đây đi. Nhưng không có thời gian cho nên là chúng ta sẽ xử nó. Ui con này chém một phát. Ê khoan, từ tôi hết hiệu ứng rồi. Một phát à. Hai phát à. Ui. Ba phát. Ok, con này ba phát mới chết nha. Rồi, ba rốc xong rồi nè. Ba rốc là con ấy mới nói hồi nãy. Rathalos. Rathalos này nó là một con rồng lửa. Đó. Đó, nó là một con rồng. Ồ, sao cái đùi con này to vậy. Múc quá, múc. Ok. Rồi. Đây. Làm gì đó đi. Má sao mình nhìn đít nó qua mày. Ấu da mà mày. Ê. Làm gì mày. Sao này nó không làm gì hết à. Thờ tôi chuyển qua coi thử nó không thèm con này. Nó thèm tôi không. Làm gì đi. Ồ, ui, nó bay lên. Đó. Ồ. Fucking bố ui. Nó lao tới. Nó có thể bay lên. Nó lao tới thì nó tấn công mình. Đó. Làm gì. Phục lửa đi. Trong game mày phục lửa nhiều lắm mà. Phục đi. Phung. Đó, tụi mình thấy nó bắn cái gì đó ra. Ê, nó bắn từ chỗ nào ra vậy đâu mà. Ui, tôi mới thấy góc bắn của nó kỳ kỳ nha. Mày bắn lại tao coi thôi, mày bắn từ chỗ nào ra. Bắn. Hạ mẹ mày. Quốc, quốc thử ơi. Rồi xong, nó lao tới rồi, nó không bắn. Thôi. Vì mày không bắn cho nên tao sẽ xử mày. Rồi tao sẽ thử coi thằng nó chịu được bao nhiêu nhát. Một nhát. Hai, ok, hai nhát. Ba nhát, rồi ba nhát. Rồi xong, Rathalos. Rồi con tiếp theo là con Tigrex. Con này là một con kiểu như nó lai giữa nó lai giữa con gì nhỉ? Con hổ à. Hổ với lại cái đầu nó là Tigrex. Nó không có liên quan gì đến con hổ thôi. Cái vằn của nó nhìn giống con hổ thôi chứ còn tính ra nó đầu của nó là kiểu con Tigrex. Đó, đầu nó sẽ giống kiểu như là con khủng long Tigrex. Đây. Còn con cái người của nó thì đều biết giống con gì nữa. Thì con này thì cũng không có gì để nói cho nên là nó chỉ đơn giản nó lao tới nó cào người ta, nó cào thôi. Đó. Lao tới cào cấu, cắn, cấu xé cái gì nó. Với lại con này nó có thể là bay. Không phải bay mà là kiểu nó nhảy, nhảy khá là xa. Còn trong này tôi đều biết là thôi, chúng ta sẽ xử nó. Hai nhát. Ba nhát. Ui, con này chưa được. Ủa đâu không phải. Tôi. À tôi hết hiệu ứng. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát. Ok. Ba nhát chém. Cũng vậy thôi. Bobo thì để coi thử. Bobo thì nó là con này. À mấy con quái thường thôi chứ không có con gì đâu. Nó con này nó chưa tính là quái. Kiểu như là chưa tính là boss đâu anh em à. Nó chỉ mới là quái thường. Đây con này ví dụ như con này. Đây từ nha. Ancestor này, này. Con này thì nó cũng chính là quái thường thôi. Với là Aptonaut. Đó mấy con này là quái thường. Bỏ qua. Baseball này nè. Đó mấy con này là quái thường. Vô qua trước. Ồ. Anh này cũng là quái thường luôn. Cái con hồi nãy nè. Vậy nồi. Chưa. Chơi đây. Buffalo, rồi con này cũng là quái thường. Rồi có vẻ nhà hàng người ta là quái thường không à. ATK, rồi cũng là quái thường luôn. Rồi con hươu quái thường thôi. Rồi còn con này. Đó, ui, ngầu vãi. Rồi con này ngầu vãi cháy luôn.
má nhìn ngoài cái cổ, nhìn tật tật kiểu gì á, nhìn đau cổ á. Fucking bullshit, tôi muốn thử con này coi thử nó có skill gì. Ui má, nó rầm ui luôn màn hình luôn trời. Hello anh trai, anh làm gì vậy, sao anh lại bò như thế, anh bò đi đâu vậy? Hello anh, ui má, ui hôi quá, đợi mọi má vậy, cút ra. Nó làm gì tôi đây, đâu mà. Ui, ủa vậy là nó có skill luôn mà. Nó cho cái skill gì lại. Nó mới làm gì á. Trò này ngu vậy. Má sao nó xoay tật tật vậy ta. Kệ đi. Cái đậu xanh. Ơi, làm gì. Trời ơi, coi thử nó làm gì tôi nha. Đứng im luôn à. Má, hai thằng nhìn nhau. Nhìn giống hai thằng gay. Má cho hỏi mày là con được hay con cái. Con cái thì ok, còn con được thì cút. Rồi ta sẽ coi sự im lặng đó là con được. Phát vô. Một nhát, hai nhát, ba nhát, rồi cũng ba nhát luôn. Ok, vậy là ba nhát. Ba nhát là cao nhất rồi á. Tiếp theo là khe rú. Mấy con này tên gì hay khe rú. Devizio. Ok. Đây, khe rú. Đó, khe rú, ô con này. Sao cái khe rú này nhìn nó kỳ vậy. Ghê okay. Nhìn xấu á. À, hai con này là con theo gọi là dân chơi Monster Hunter lâu năm á, người ta gọi con này là dưa chuột. Đó. Nó là một con kiểu con cá sấu có nhiều con T-Rex vậy. Thì con này nó sẽ coi thử nó sẽ kiểu gì. Nó sẽ bắn một cái gì đó ra, cái đầu xanh. Sao nữa? Là bộ skill của nó anh em tự khám phá nha, nó là cắn tôi. 1 2 3 chết bà nó đi rồi. Fuck. Ok, bây giờ tôi sẽ cầm một thanh kiếm và một cái hiệu ứng và một nhát, hai nhát, ba nhát. Ok. Đây như lộn gì đó ba. À đây ok. Một nhát nè. Hai nhát nè. Ba nhát. Ui. Có đi nào. Quay. Bốn nhát. Quay vì vua đã xuất hiện. Ok, Devijo có thể chịu được bốn nhát. Rất tuyệt vời. Ok. Còn cái gì kìa. Akura Vashimu. Tên này Akura Vashimu, ôi con bò cạp. Ok, nó là một con bò cạp. Và con này thì tôi chưa gặp bao giờ. À, con này thì tôi đéo biết gì nó hết. Cho nên là bye bye. Ba nhát. Tiếp theo là Brachydios. Ok. Lật sĩ trong thế giới quái vật. Anh em có thể thấy tay nó nhìn. Anh em thấy tay này mà đấm một cái này vài đai. Đó. Ok, với lại cái đầu này nữa. Cái đầu này nó có thể là đập mấy cái chất xanh này có thể nổ nha anh em. Tôi không biết là Minecraft như thế nào. Nhưng mà trong game là những cái chất xanh này nó có thể bôi tro chết chấu gì ở dưới đất đó, xong rồi những cái chất đó sẽ nổ. Nói chung con này hơi dơ. Ủa con này chỉ được 4 nhát. 3 nhát hả? 4 nhát luôn. 5 nhát luôn. À quên, hơi dưỡng. À mẹ. 1 nhát à. 2 nhát à. Ba nhé. Ok. Đây con này có con boss rồi nè. Mày quá, tưởng nguyên đàn quá thường hết. Ok, thì đây là con gọi là gì nhỉ? Kiếm sĩ. Này là nhất kiếm. Kiếm một kiếm sĩ thuộc phái nhất kiếm trong thế giới quái vật. Đây là thanh kiếm của nó, đây là cái đuôi của nó. Cũng là thanh kiếm của nó luôn, thì nó có thể quật cái đuôi này vô để chém chết mẹ mình. Đó, nói chung là nó chém rất là đau. Đó, và cái đầu của nó nhìn nó hơi phèn xíu. Mà người nó nhìn không được cân đối lắm mà. Tự nhiên bên dài bên ngắn. Hơi xì ra. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát. Bốn nhát. Cái điệt con người lại quên. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát. Ok. Đó, bộ skill của nó thì anh em cứ tải mod này về anh em xem thử. Rồi làm với nó xong rồi nè. Vậy là còn con này. Là Yutarok. Ui cái điệt con người gì vậy. Con gì đây. Cua hả? Cua hay con gì? Con này gọi là con gì ta? Nhìn nó... À con tôm, phải không? Phải con tôm không? Tôi nghĩ là con tôm anh em ạ. Hay là con bò? Mắt con gì ta? Nhìn đéo biết con gì luôn. Hay con ốc? Mà là... Thôi, 1 2 3 cái định. Hơi thiếu hướng à. 1 à. Đậu xanh. 2 nè. Ồ con này chỉ được 2 nhát. Rồi con này yếu.
và sẽ đến với con cuối cùng là con Diablo. Rồi. Con này là con cuối cùng mà cho nên tôi sẽ quốc luôn nha. Đó, nó sẽ gầm lên, ui nó gầm rung màn hình luôn. Đâu có thể nó làm gì tôi. Làm gì? Tôi chỉ còn chém nó đúng 3 nhát thôi nha anh em. Chém nó đúng 3 nhát là đi rồi. Mà sao mấy con này nó ngu quá ta. Ừ nó hút à. Ở nó hút, ui má nó hút à. Ủa cái gì vậy? Cái vãi nồi.